Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều, trang 70 71 để thực hiện một số hoạt động trong bài viết số 2 ở tuần 26. Bài viết số 2 đó là nội quy vườn thú. Chúng ta sẽ thực hiện một số hoạt động trong bài viết số 2 này. Hoạt động đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Ở bài tập số 1 này yêu cầu chúng ta là em hãy chọn những từ ngữ phù hợp với ô trống để hoàn thành bảng nội quy dưới đây. Bốn từ ở đây chúng mình thấy đó là mua, vệ sinh chung, thức ăn lạ, trêu chọc. Chúng mình sẽ phải chọn những cái từ ngữ này để điền vào cái bảng nội quy, đó là nội quy vườn thú. Chúng mình thấy đây là cái bảng nội quy vườn thú và chúng ta có nội dung như sau: vườn thú là nơi trưng bày và bảo tồn các loài động vật. Khách đến tham quan cần thực hiện quy định dưới đây. Một, ở đây chúng mình phải điền những từ ở bên trên vào những dấu chấm hỏi nhé. Trong điều 1 này, chúng mình sẽ nhìn xem những từ nào trong bốn từ này phù hợp, chúng ta sẽ điền vào, đúng không? Rồi xong chúng ta sẽ đọc tiếp là vé tham quan 2 không dấu chấm hỏi các con vật, 3 không cho các con vật ăn, tiếp 4 giữ gìn. Vậy thì chúng ta thử đọc lại bảng nội quy cũng như suy nghĩ xem chúng mình sẽ điền những từ thích hợp nào trong bốn từ này vào bốn điều trong nội quy vườn thú này cho thầy nhé. Sau khi chúng mình thử dừng video và điền xong thì thầy sẽ đưa lên đáp án cho chúng ta tham khảo. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình xem thầy làm bài này như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cho thầy biết là bốn từ ngữ đó là những từ nào nào. Đúng rồi, đó là từ mua nhé, vệ sinh chung nhé, thức ăn lạ, trêu chọc. Đó là những từ ngữ chúng mình cần phải điền vào bảng nội quy, đúng không? Vậy thì điều thứ nhất chúng mình sẽ điền từ nào? Chúng mình sẽ điền từ nào đây các em? Điều thứ nhất yêu cầu chúng ta là vé tham quan. Thì trước cụm từ vé tham quan chúng mình sẽ phải điền từ nào? Chúng mình có suy nghĩ giống thầy, đó là điền từ, đúng rồi, từ mua, đúng không? Vì điều 1 yêu cầu chúng ta chỉ có thấy là mua vé tham quan. Thì ở đây chúng ta thấy là có từ vé tham quan thì chúng ta nghĩ ngay đến là điều 1, chắc chắn là phải mua vé tham quan, đúng không? Và từ thứ hai chúng ta thử suy nghĩ và cho thầy biết bài làm của chúng mình đã điền từ nào rồi nào? Không, rồi che mất một từ, xong đó là các con vật thì chúng ta sẽ điền từ nào? Không như thế nào? Đúng rồi, không gì? Trêu chọc các con vật, đúng không? Chúng ta sẽ điền từ trêu chọc vào điều thứ hai. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ điền từ nào? Không cho. Không cho, không cho từ nào chúng ta sẽ phải điền từ nào để ghép thành các con vật ăn. Ở đây chúng mình đoán xem là từ nào. Đúng rồi, đó là từ không cho thức ăn lạ các con vật ăn, đúng không? Và chúng ta đã hoàn thành xong điều thứ ba nhé. Vậy điều thứ tư sẽ là giữ gìn. Vậy chúng ta thường đến các cái vườn thú chơi, xong chúng ta thường nhìn vào những cái bảng nội quy, đúng không? Hoặc thường trong bảng nội quy thường yêu cầu chúng ta là giữ gìn gì? Đúng rồi, đó là giữ gìn vệ sinh chung, đúng không? Như vậy thì thầy cũng đã hoàn thành bốn từ và bốn điều trong bảng nội quy vườn thú. Vậy bài làm của chúng mình có giống với thầy không? Thầy thấy có nhiều bạn làm giống thầy, đúng không? Như vậy là đúng đấy các em ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đọc lại xem bảng nội quy này một lần nữa nhé. Nội quy vườn thú:
Vườn thú là nơi trưng bày và bảo tồn các loài động vật. Khách đến tham quan cần thực hiện quy định dưới đây. 1. Mua vé tham quan. 2. Không trêu chọc các con vật. 3. Không cho thức ăn lạ các con vật ăn. 4. Giữ gìn vệ sinh chung. Như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái bảng nội quy vườn thú đúng không? Và trong bảng nội quy vườn thú này, thầy sẽ giải thích nghĩa một số từ. Bảo tồn ở đây sẽ là ý nghĩa là giữ lại, không để mất đi. Và từ thứ hai đó là từ quản lý, trông coi và giữ gìn. Vậy thì như là có thể thấy là nhiều bạn được đi đến vườn thú xem các con thú rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ dễ bắt gặp những cái bảng nội quy như thế này. Và khi vào những cái vườn thú, chúng mình cần phải tuân thủ cái nội quy ở vườn thú đó nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang hoạt động thứ hai, đó là hoàn thành bài tập số 2 để khách tham quan không gặp nguy hiểm khi đến thăm chuồng nuôi thú dữ. Theo em, cần bổ sung vào nội quy vườn thú những điều nào dưới đây? A. Đứng cách hàng rào bảo vệ 3 mét. B. Không trèo qua hàng rào bảo vệ. C. Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn. Vậy thì theo chúng ta, nếu như chúng ta để khách tham quan không gặp nguy hiểm khi đến tham quan chuồng thú dữ, theo em thì em cần bổ sung vào nội quy vườn thú những điều nào dưới đây? Trong ba điều thầy vừa chia sẻ cũng như chúng ta có thể quan sát lên sách giáo khoa cũng như màn hình. Vậy thì chúng ta thử suy nghĩ cho thầy trong ba điều đó là A, B và C thì chúng ta sẽ bổ sung những điều nào vào nội quy vườn thú. Vậy chúng ta thử dừng video và suy nghĩ. Hãy chọn cho thầy những điều phù hợp để quy định trong vườn thú nhé. À, bây giờ chúng ta cũng đã làm xong rồi đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ phân tích từng cái điều một trong những điều đó là A, B và C. Chúng mình thấy là cần bổ sung vào nội quy vườn thú những điều nào dưới đây? Thì chúng ta thấy là A, đứng cách hàng rào bảo vệ 3 mét. À thì điều này chúng mình thấy như thế nào? Đứng cách hàng rào bảo vệ 3 mét đúng không? Vậy thì điều này theo thầy thì chúng ta có thể là không cần bổ sung vào nội quy vườn thú, vì khi đi thăm hàng vườn thú thì chắc chắn sẽ phải có hàng rào bảo vệ rồi đúng không? Và thầy nghĩ chúng ta đã chọn hai ý đó là không trèo qua hàng rào bảo vệ. Điều này chúng mình cần phải bổ sung vào nội quy vườn thú đúng không? Vì chúng ta thấy là gì? À, khi trèo qua hàng rào bảo vệ vào vườn thú thì rất là nguy hiểm đúng không? Cho nên đây sẽ phải bắt buộc sẽ phải đưa vào nội quy vườn thú để mọi người tuân thủ đúng không? Nếu như có điều này thì chúng ta sẽ không có đi qua hàng rào bảo vệ, như vậy sẽ an toàn đúng không? Như vậy điều cần bổ sung ở đây đó là B đúng không? Và tiếp theo chúng ta có thể suy nghĩ và bổ sung thêm điều nào nữa? À đúng rồi, đó là điều C đúng không? Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn. Vậy thì điều này chúng ta cũng cần phải bổ sung vào bảng nội quy ở vườn thú đúng không? Vì nếu như trẻ em đi vào vườn thú mà không có người lớn đi cùng, đặc biệt dưới 12 tuổi thì đang còn rất là nhỏ, giống như lứa tuổi của lớn hơn chúng mình một chút đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là cần phải có người lớn đi kèm. Ở đây chúng mình sẽ bổ sung hai điều. Bạn nào có cùng đáp án với thầy ở hai điều B và C không? À, ở đây chúng ta sẽ bổ sung hai điều đó là không trèo qua hàng rào bảo vệ và C đó là trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn nhé. Vậy thì từ các yêu cầu của bài 1 và bài 2 chúng mình đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta thử hoàn thành một cái bảng nội quy khi thăm thú dữ cho thầy nào. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn những cái điều từ bài tập 1 và bài tập 2. Chúng ta thử viết một bảng nội quy để khi thăm vườn thú nhé. Nào, bây giờ chúng mình thử dừng video viết một nội quy khi thăm thú dữ nào.
À, sau khi chúng mình viết xong, chúng ta thấy là trong các cái điều khoản của nội quy đúng không? Trước sẽ có là điều 1 đúng không? Số 1 và số 2. Khi hết mục nội quy chúng ta thấy là có dấu chấm đúng không? Và tiếp tục chúng ta sẽ sang một nội quy khác. Và khi hết nội quy đó chúng ta sẽ có một dấu chấm đúng không? Như vậy chúng ta thấy là các cái nội quy nó sẽ riêng lẻ ra và nó sẽ đi theo từng câu một đúng không? Vậy thì tương tự như thế chúng ta sẽ hoàn thành một nội quy tham thú dựa nhé. Thì ở đây thầy sẽ đưa ra một bảng nội quy cho chúng ta tham khảo. Nếu như một số điều chúng mình không giống thầy thì chúng ta có thể là có thể viết được và có thể là dựa vào cái nội quy của thầy cho chúng ta để chúng ta viết hoàn chỉnh hơn một cái nội quy tham thú dựa nhé. Thì ở đây chúng ta thấy nội quy tham thú dựa dựa vào điều bài tập 1 và điều bài tập 2 đúng không? Chúng ta thấy là gì? À, điều 1 là không đứng sát chuồng thú đúng không? Như vậy trong bài tập 1 chúng mình thấy là không đứng sát chuồng thú đó là thú dự mà đó là cái nội quy bắt buộc đúng không? Và nội quy thứ hai đó là gì? À, không làm ồn khi thú đang ăn đúng không? Cũng có thể là không cho thú dữ ăn thức ăn đúng không? Hoặc là không làm ồn khi thú đang ngủ đúng không? Điều này thì chúng ta có thể là đưa vào nội quy đúng không? Tiếp theo đó là không ném đá thể hiện thái độ thiếu thân thiện với thú. Thì ở đây chúng mình thấy là thứ ba thì không ném đá này thể hiện thái độ thiếu thân thiện với thú đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy ở đây thầy đưa lên ba cái điều cho cái bảng nội quy tham thú dữ. Ngoài ra từ ba điều này chúng ta có thể suy nghĩ và viết thêm một số nội quy khi tham thú dữ nữa nhé. Như vậy thì thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài viết số 2 tuần 26 nội quy vườn thú. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.